quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Đại Tuyền, trước di sản văn hóa thế giới Hang Động Mạc Cao Đôn Hoàng đã bị ngập ngày 30 tháng 8 và con đường duy nhất dẫn đến Hang Động Mạc Cao đã bị hỏng. Sau khi giám sát, sự an toàn của các di tích văn hóa tạm thời không bị ảnh hưởng. Trước đó, trong web chính thức của Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng đã đưa ra thông báo rằng các hang động Mạc Cao tạm thời đóng cửa vào ngày hôm đó và có một kế hoạch khẩn cấp để đình chỉ các hang động đã được đưa ra. Đêm ngày 30 tháng 8, mạng lưới đặt chỗ tham quan hang động Mạc Cao đã đưa ra thông báo thời tiết ở Đôn Hoàng đã trở nên tốt đẹp. Con đường bị ngập nước dẫn đến khu vực hang động Mạc Cao đã được thông xe trở lại và hang động Mạc Cao đã sẵn sàng để mở cửa bình thường. Hang động Mạc Cao sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 8. Theo thông báo, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trên khu vực hang động Mạc Cao, có nhiều nơi bị ngập nước, sông Đại Tuyền trước các hang động bị ngập khiến con đường dài 9 km từ trung tâm triển lãm kỹ thuật số hang động Mạc Cao đến khu vực hang động Mạc Cao bị cuốn trôi, con đường duy nhất vào khu vực hang động bị gián đoạn. Để đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa và khách du lịch trong khu vực hang động Mạc Cao sẽ tạm thời đóng cửa theo quyết định của Ủy ban Quản lý mở hang động Mạc Cao của Học viện Đôn Hoàng và kế hoạch khẩn cấp cho việc đình chỉ các hang động sẽ được kích hoạt. Theo Cục Khí tượng Đôn Hoàng, do ảnh hưởng của rãnh lạnh Tân Cương Đôn Hoàng, có mưa từ 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 9 giờ sáng ngày 30 tháng 8 và hang động Mạc Cao nhận được lượng mưa 40,4 mm. Một phóng viên của Bắc Kinh Daily nhận thấy rằng Đài quan sát khí tượng Cửu Tuyền đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 3 giờ 55 phút sáng ngày 30 tháng 8. Hiện tại, lượng mưa ở quận Tô Bắc của thành phố đã vượt quá 30 mm và lượng mưa vẫn đang tiếp tục tăng. Dự kiến trong vòng 24 giờ, quận Tô Bắc, quận A-Sai, khu vực phía nam thành phố Đôn Hoàng, khu vực miền núi phía nam thành phố Ngọc Môn và các thị trấn ven núi ở quận Tô Châu sẽ có mưa to đến rất to và tích lũy lượng mưa sẽ đạt 30 mm. Hãy chú ý đề phòng lượng mưa tích lũy lớn có thể gây ra lũ sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Lạc Hoa Thanh, Phó Giám đốc Học viện Đôn Hoàng, nói với Tân Hoa Xã rằng sông Đại Tuyền là một con sông gần hang động Mạc Cao và điểm gần nhất cách các hang động chưa đầy 100 mét. Đến 0 giờ ngày 30 tháng 8, dòng lũ trên núi đã xả, lúc 1 giờ lưu lượng lớn nhất đạt khoảng 250 mét khối mỗi giây. Cách hang động Mạc Cao khoảng 10 km, ngã ba của cầu và đường đã bị hỏng. Con đường này là con đường duy nhất dẫn đến hang động Mạc Cao trong khu vực đô thị Đôn Hoàng. Sau khi giám sát, sự an toàn của các di tích văn hóa trong hang động Mạc Cao vẫn chưa bị ảnh hưởng. Lạc Hoa Thanh cho biết, kể từ đêm ngày 29 tháng 8, nước đã được bơm lên hàng giờ trước các hang động Mạc Cao và hiện tại không có nước ngập trong các hang động. Theo Cục Xúc tiến Văn hóa của Học viện Đôn Hoàng, khoảng 10.000 khách du lịch dự định đến thăm hang động Mạc Cao vào ngày 31 tháng 8. Học viện đã đưa ra thông báo rằng nó sẽ đóng cửa vào ngày hôm đó. Lạc Hoa Thanh nói với Tân Hoa Xã rằng bão cát và lượng mưa là hai nguyên nhân chính khiến hang động Mạc Cao tạm thời đóng cửa. Lý do chính của việc đóng cửa các hang động là để đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa và khách du lịch. Trước đây chủ yếu là mưa lớn. Mưa liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ là rất hiếm. Theo Cục Khí tượng Đôn Hoàng, trong 30 năm kể từ năm 1981 đến năm 2010, lượng mưa trung bình hàng năm là 42,2 mm. Hang động Mạc Cao được xây dựng vào năm 366 sau Công nguyên và nằm ở cuối phía tây của hành lang Hexi. Khí hậu khô hạn và không có mưa của địa phương là một lý do quan trọng khiến ngôi nhà kho báu văn hóa này được bảo tồn hàng ngàn năm. Thưa quý vị, Thông tấn xã khí tượng Trung Quốc đưa tin, từ gần 10 ngày nay, những trận mưa mùa hè lớn đã xảy ra ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây và có 60 cơn mưa trong thành phố với lượng mưa hơn 100 mm. Bị ảnh hưởng bởi sự chồng chất của mưa và lũ, An Khang đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ. Đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng, các nhà khí tượng học ở thành phố An Khang đã sử dụng các dự báo chính xác để đồng hành cùng với việc vượt qua đỉnh lũ. Tuần trước, Cục Khí tượng An Khang nhận định thời tiết tuần này sau khi tham khảo mô hình dự báo và hướng dẫn dự báo của tỉnh trung tâm. Người dự báo đã tiến hành phân tích và hiệu chỉnh cục bộ lượng mưa được chia theo các quận. Xét thấy lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu, hàm lượng nước trong đất đã bão hòa, nhiều nơi thường xuyên xảy ra thiên tai địa chất. Cục Khí tượng thành phố khuyến nghị tăng cường phòng chống các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, lũ quét trên núi. Đồng thời, do đặc điểm của quá trình mưa kéo dài và lượng mưa tích lũy lớn, thượng nguồn Hán Trung ở Thiểm Tây và Đại Châu ở Tứ Xuyên nằm trong cùng một khu vực mưa, Cục Khí tượng thành phố đã tập trung nhắc nhở để chuẩn bị lập lịch định lũ. Cục Khí tượng An Khang đã nhiều lần thảo luận với Cục thành phố Hán Trung và Cục thành phố Đại Châu để đưa ra dự báo kiểm soát lũ đặc biệt dựa trên lượng mưa thượng nguồn. Từ 4 ngày nay, các cơ quan phòng chống lũ lụt, khí tượng, thủy văn và điện lực của thành phố An Khang đã 6 lần tổ chức để nghiên cứu, phán đoán chính xác diễn biến chế độ mưa, nước, điều tiết lũ sông Hàn. Trưa ngày 29 tháng 8, cán bộ và quần chúng thôn Hê Si, thị trấn Điền Càn, huyện Nhạc Tây, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy vừa trải qua trận mưa lớn, đang nỗ lực sửa chữa đất ruộng bị hư hỏng và những con đường. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở một trong những hệ tầng Hạ Long và một số diện tích đất canh tác đã bị phá hủy. Ngoài ra, một số ngôi nhà trong làng cũng bị sập. Trình Thanh Phong, bí thư chi bộ làng Hê Si, nói với các phóng viên qua điện thoại. Họ đã gửi điện khẩn cấp và đã tổ chức điều chuyển nhân sự kịp thời, may mắn không có bất kỳ thương vong nào. Tin nhắn văn bản cứu hộ mà Trình Thanh Phong đề cập là tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam do Đài Quan sát Khí tượng huyện Việt Tây phát ra lúc 23 giờ 54 phút. Chú ý phòng ngừa các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở thành thị và nông thôn, nước lũ trên núi và các thảm họa địa chất có thể do lượng mưa lớn gây ra. Từ 2 ngày qua, một số huyện, thành phố An Khang và Trì Châu thuộc tỉnh An Huy gặp phải đợt mưa bão mạnh nhất kể từ mùa lũ năm nay, với một số khu vực có mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Trước đó, Cục Khí tượng tỉnh An Huy và Sở Tài nguyên tỉnh đã đưa ra cảnh báo và dự báo về các thảm họa địa chất. Cục Tài nguyên nước tỉnh và Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh đã đưa ra cảnh báo về thiên tai lũ lụt trên núi. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh đã tăng cường lập kế hoạch tổng thể và điều phối, liên kết giữa cấp trên và cấp dưới, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và phán đoán, dự báo quần thể quy mô đối lưu ở tỉnh An Huy. Thời gian dự báo đối lưu mạnh dài nhất có thể đạt tới 8 giờ và các thảm họa thời tiết khác để kịp thời đưa ra các cảnh báo sớm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên núi và thảm họa địa chất ở một số ngôi làng và thị trấn ở quận Nhạc Tây, quận Thái Hồ và quận Hoài Ninh của thành phố An Khánh. Do chuyển tuyến sớm kịp thời nên không có người mất tích hay thương vong. Tính đến 11 giờ ngày 30 tháng 8, Cục Khí tượng An Khánh đã đưa ra tổng cộng 10 bản tin thông tin về thời tiết để đối phó với đợt mưa lớn hiện tại. Đồng thời, cùng với Cục Bảo tồn nước thành phố đưa ra 3 cảnh báo rủi ro đối với thảm họa lũ lụt trên núi, phối hợp với Phòng Quy hoạch Tài nguyên thành phố ban hành 2 cảnh báo vàng với nguy cơ thiên tai địa chất. Thông qua hệ thống có 4.195 người chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt ở tất cả các cấp. 5 cảnh báo đỏ về việc thay đổi mưa bão đã được đưa ra và 73.000 tin nhắn văn bản cảnh báo sớm đã được gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng cộng 245 người thuộc 121 hộ gia đình đã được chuyển đến nơi an toàn, tránh nguy hiểm trong thành phố và không có thương vong. Người phụ trách chính của Cục Khí tượng Trì Châu đã tham gia tham vấn thành phố 2 lần. Nhanh chóng gọi điện cho các lãnh đạo chính của thành ủy và chính quyền thành phố tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời thực hiện các dự báo ngắn hạn trong 1 giờ, báo cáo thời tiết kéo dài 3 giờ và xu hướng thời tiết trong tương lai. Thành phố đã ban hành, thay đổi và xác nhận tổng cộng 66 tín hiệu cảnh báo, bao gồm 20 tín hiệu cảnh báo các loại mưa lớn, 2 tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ và 6 tín hiệu cảnh báo có dông bão và gió giật mạnh. Cục Khí tượng Trì Châu và Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố đã cùng nhau đưa ra 2 đợt phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ có mục tiêu. Đồng thời, Cục Bảo tồn nước thành phố đưa ra 2 giai đoạn cảnh báo về thiên tai lũ lụt trên núi, gửi tin nhắn đến 27.000 người. Theo thông tin cảnh báo, thị trấn Muta, huyện Đông Trì đã di chuyển 127 người khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý 7 mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn và xử lý 17 điểm sạt lở nhỏ trên đường làng. Tin tức khí tượng Trung Quốc đưa tin, vành đai mưa hiện đang ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang và áp suất nhẹ về phía nam. Theo dự báo của Đài Quan sát Khí tượng thành phố Ôn Châu sẽ có mưa vừa đến mưa to. Ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 có mưa to cục bộ, quá trình mưa sẽ chịu sự chi phối của các đợt mưa lớn cục bộ. Ngoài lượng mưa lớn ở giai đoạn đầu, cần đặc biệt chú ý phòng chống các thiên tai như lũ trên các sông vừa và nhỏ, lũ quét trên núi, sạt lở đất, ngập úng đô thị và nông thôn có thể được gây ra bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.